Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điện thoại Vui TV. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một bài khám phá xem xem là hệ điều hành iOS 13.1.3 có gì đặc biệt. Và hôm nay thì hơi xa lạ đúng không? Bởi vì Đăng Anh sẽ đảm nhận vai trò của Thịnh Tu. Nào, bắt đầu nhé. Và đây là chiếc điện thoại iPhone 8 mà mình mượn được của Duy Anh. Bây giờ mình đã cập nhật nó lên hệ điều hành iOS 13.1.3 rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem là có điểm gì khác biệt. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem lại cái phần ảnh chụp màn hình mà mình đã chụp được khi mà chưa update lên hệ điều hành này. Thì cái dung lượng của hệ điều hành sau khi chúng ta up á thì máy báo là 105.2 MB, tức là cũng không phải là quá lớn. Và iOS 13.1.3 là một cái bản cập nhật thứ 5 của iOS 13 trong vòng 1 tháng kể từ khi mà nó phát hành vào ngày 20 tháng 9. Trước đó thì với cái bản cập nhật trước á, thì người dùng phàn nàn rất là nhiều, đặc biệt là về cái mà gọi là cuộc gọi nhận được lúc có lúc không. Vậy thì không biết là lần này iOS 13.1.3 có khắc phục được điểm này hay không. Đầu tiên là iOS 13.1.3 của chúng ta sẽ giải quyết được một sự cố có thể ngăn cản thiết bị đổ chuông hoặc là rung khi mà có cuộc gọi đến. Vậy đây chắc hẳn là yếu tố đầu tiên mà các iPhone đang rất là ngóng đợi khi bản cập nhật này ra mắt, tức là sẽ khắc phục được lỗi nhận cuộc gọi tốt hơn và không bị gián đoạn, đặc biệt là liên lạc của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng nặng. Điểm khắc phục tiếp theo thì bản cập nhật này sẽ giúp chúng ta khắc phục một sự cố có thể ngăn cản việc mở lời mời cuộc họp trong mail. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một cái sửa lỗi nữa rất đáng chú ý nằm trong những cái health apps của Apple, tức là trong những cái app sức khỏe. Nếu như mà trước đây thì cái ứng dụng sức khỏe không thể nào hiển thị chính xác sau khi điều chỉnh chế độ giờ mùa hè, thì bây giờ thì các bạn đã có thể khắc phục được điều đó. iOS 13.1.3 đã giúp chúng ta giải quyết sự cố đó, đặc biệt là Daylight Saving Time. Đó là một cái hệ quy ước chỉnh đồng hồ tăng thêm một khoảng thời gian, thường là 1 giờ so với giờ tiêu chuẩn. Một cái sửa lỗi tiếp theo trong iOS 13.1.3 nữa đó chính là việc khắc phục sự cố trong khi mà các bản ghi âm có thể không tải về sau khi chúng ta khôi phục từ bản sao lưu iCloud. Và điều này cũng xảy ra tương tự không chỉ riêng những bản ghi âm mà trong các ứng dụng trong iPhone của chúng ta cũng sẽ thực hiện được điều này, tức là sẽ vẫn được tải về khi khôi phục từ các bản sao lưu iCloud. Tiếp theo, một cập nhật mới trong hệ điều hành iOS 13.1.3 thì chúng ta sẽ khắc phục sự cố ngăn cản Apple Watch ghép đôi thành công. Nếu như trước đây bạn gặp những cái vấn đề khiến cho iPhone và Apple Watch không thể ghép đôi thành công thì bây giờ điểm này đã được sửa chữa. Tiếp theo nữa thì nó cũng giải quyết một sự cố trong đó bạn có thể không nhận được thông báo trên Apple Watch. Vậy thì lần này trước đây nếu như khó có thể ghép đôi được với Apple Watch hay là gặp sự cố khi nhận thông báo trên Apple Watch thì lần này iOS 13.1.3 đã có thể khắc phục được điểm này. Một điểm sửa lỗi tiếp theo nữa là dành cho những ai sử dụng những chiếc xe hơi thông minh thì iOS 13.1.3 sẽ giúp khắc phục một sự cố trong đó Bluetooth có thể ngắt kết nối trên các xe nhất định. Tức là khi sử dụng iPhone và đã được nâng cấp lên iOS 13.1.3 thì bạn có thể dễ dàng điều khiển chiếc ô tô của mình từ xa với chiếc điện thoại iPhone của mình. Chẳng hạn như là trước khi đến gần thì bạn đã có thể kích hoạt để mở cửa ô tô. Và tiếp theo, một điểm cập nhật mới với iOS 13.1.3 đó chính là nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện độ tin cậy kết nối của tai nghe và thiết bị trợ thính thông qua Bluetooth với những chiếc iPhone. Tức là nếu như bạn không sử dụng AirPods và sử dụng những chiếc tai nghe Bluetooth hãng khác thì bây giờ chúng ta sẽ vẫn có thể kết nối mượt mà với lại iPhone của mình, đặc biệt là về vấn đề độ tin cậy khi mà ghép đôi với những thiết bị không phải AirPods. Và cuối cùng, một điểm cập nhật rất đáng lưu ý nữa đó chính là iOS 13.1.3 sẽ giúp giải quyết hiệu năng khởi chạy cho các ứng dụng sử dụng Game Center. Nghĩa là sau này nếu như mà các bạn có muốn tải những cái game mới ở trên Apple Arcade thì cái mức độ khởi động cái trò chơi đó sẽ nhanh hơn và giúp chúng ta vào game nhanh hơn bình thường. Rồi, ngoài những cập nhật mới trên hệ điều hành iOS 13.1.3 thì cái mà các bạn quan tâm đang anh nghĩ đó chính là về phần hiệu năng sau khi chúng ta cập nhật lên bản cập nhật này thì không biết có bị lag hay không và hiệu năng có bị giảm hay không. Thì bây giờ đang anh sẽ thử nha. Hiện tại thì lướt giữa những cái màn hình ứng dụng hết sức là bình thường, vẫn rất là mượt. Đang anh sẽ thử vào một cái game có tên là Kingdom Rush đi. Ui, đây. Đấy, các bạn thấy không, khi mà mình bấm nhầm để có thể thoát ra thì khi vào lại game vẫn rất là mượt, không hề có một cái gì xảy ra, ví dụ như là giật lag hay là bị chậm trễ tốc độ gì cả. Khi mà chúng ta di chuyển trong game thì cũng hết sức là mượt mà luôn, không có bị khựng. Rồi, khi mà vào game mọi thứ diễn ra rất là bình thường. Đấy,
Tiếp theo, một điểm rất là đáng chú ý nữa mà các bạn chắc là cũng đang chờ nãy giờ, đó chính là không biết trên GitHub đánh giá sau khi chúng ta cập nhật lên iOS 13.1.3 thì sẽ như thế nào. GitHub cho thấy thì điểm đơn nhân có tăng nhưng mà điểm đa nhân thì lại giảm một tẹo. Tuy nhiên thì về những cái trải nghiệm phút chạm mà chơi game thực tế, đang anh cảm thấy là nó không bị lag hay là bị giảm hiệu suất quá là nhiều. Và đó là những gì iOS 13.1.3 mang lại cho chúng ta. Anh em iFan nghĩ gì và các bạn đã cập nhật lên chưa thì hãy để lại suy nghĩ và comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Điện thoại Vui TV đó. Bye bye.